Chào cả nhà nha. Hôm nay Quyên có một căn shop house mặt tiền nằm ngay khu dân cư xuyên Á, đối diện hồ bơi, muốn giới thiệu đến cả nhà. Diện tích là 6 x 16 nha cả nhà, thiết kế một trệt hai lầu, mặt tiền đường là 32 m nè. Đường ô tô, cây xanh thoáng mát, nuôi thú cưng thoải mái luôn ạ. Với gần 4 tỷ là mình đã sở hữu ngay một dãy shop house cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Sổ sẵn nè, pháp lý đầy đủ luôn. Khu Quyên bán nằm ngay khu dân cư xuyên Á, Mỹ Hạnh Nam, Long An nha cả nhà. Ngoài căn shop house mặt tiền ra thì Quyên còn có nhà phố một trệt một lầu giá là 1 tỷ rưỡi tới 2 tỷ rưỡi tùy vị trí luôn nha cả nhà. Đây là lối vào hồ bơi luôn nha anh chị ơi. Shop house mặt tiền cà phê bao đẹp luôn ạ. Dân cư rất là đông đúc luôn nha cả nhà. Khách hàng nào mà sở hữu ngay căn shop house này á, chiều mình ra đây uống cà phê cho con cháu mình bơi nè, vui chơi giải trí nè là quá ok luôn ạ. Video này Quyên quay lúc 5 giờ chiều nha cả nhà ơi. Quá tuyệt vời luôn ạ. Khu này rất là an ninh, có cả bảo vệ luôn, cho nên là cả nhà cứ yên tâm nha. Bên phía bên kia là có cả công viên nè, với lại sân golf mini dành cho người lớn và trẻ em luôn nha cả nhà. Dãy shop house này phải nói là quá đẹp luôn phải không cả nhà. Ngoài ra em còn có căn góc hai mặt tiền đường, buôn bán kinh doanh thoải mái luôn ạ, mà giá chỉ có hơn 3 tỷ chích xíu thôi. Khách hàng nào mà không thích căn góc hay là mặt tiền đường á thì Quyên có nhà phố luôn nha, một trệt hai lầu nè, giá chỉ 1 tỷ rưỡi cho tới 2 tỷ rưỡi tùy vị trí ạ. Quan tâm liên hệ với số điện thoại 0988 5315 19 nha cả nhà ơi.